Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Đây là tài liệu sẽ được đưa vào sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học gần 20 trang, bao gồm 3 nội dung chính: thông tin chung về dịch COVID-19, các nguyên tắc cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ở nội dung các nguyên tắc cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, cuốn sổ tay nêu rõ những công việc quan trọng và cần thiết đối với từng thành viên liên quan ở từng thời điểm, như trước khi học sinh đến trường, trong thời gian học tập tại trường, sau khi học sinh rời trường.